Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là máy đo tốc độ vòng quay của hãng Testo các bạn ha. Máy mã model là Testo 470 với mã code là 0563-0470 các bạn ha. Mình được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Máy đo tốc độ vòng quay Testo 470 thực hiện các phép đo RPM trên động cơ, trục và quạt. Nhưng đó không phải là tất cả, với Testo 470 bạn có thể đo để xác định được tốc độ và độ dài của băng tải hoặc là rotor các bạn ha. Và bạn có thể sử dụng để ghi lại tốc độ của một vật thể đang quay, chẳng hạn như động cơ, trục, quạt, làm liệu xem có hoạt động chính xác hoặc là không, nhằm phát hiện sớm khả năng sẽ hư hỏng của thiết bị quá tải. Đối với phép đo RPM, bạn chỉ cần dán một miếng dán đánh dấu phản quang lên đường tâm đo và hướng chùm tia màu đỏ đến điểm đánh dấu phản quang sau. Sau đó phép đo được thực hiện bắt đầu bởi Testo 470 với khoảng cách lên tới 600mm. Không chỉ đo là tốc độ vòng quay RPM, nó có thể gắn bộ chuyển đổi để đo vòng tua máy hoặc là gắn bánh xe để đo tốc độ và chiều dài của băng tải rotor với giá đo từ 1 đến 99.999 RPM. Đối chất là cộng trừ 0.02% giá trị đo. Độ phân giải là 0.01 RPM khi mình thực hiện ra từ 1 đến 99.99. 0.1 RPM là thực hiện từ 100 đến 999.9 và 1 RPM là đối xác phân giải của 1.000 đến 99.999 RPM các bạn ha. Với RPM cơ hợp giải đo từ 0.1 đến 19.999 RPM các bạn. Với độ chính xác là cộng trừ 0.2% giá trị đo. Với loại màn hình LCD và màn hình tinh thể lỏng, kích thước là 1 dòng, chức năng hiển thị là màn hình LCD 5 chữ số các bạn ha. Mình là cung cấp bởi Khang Kiên. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 222 991 hoặc 0936 620757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp của Khang Kiên.